Let's go! Psst, it's low! Đang... Hi! Let's Hi. Play hide and seek! Cùng nhau chơi trốn tìm à? Ok, ok. Sorry. Ready or not, here I come. Thế, cứ thế mà ông đánh mình nữa à? Thầy, em làm đéo gì thầy đánh em? Hello? Ok, ok, ok. Bản mới này có gì hot? Vẫn là nốt 0-8 mà đi tìm cuốn sách à? Ê, không cần phải làm toán à? Chỉ cần vào lấy cuốn sách thôi là được à? Ha ha, easy game, easy life. What is this? Có gì hot? Nếu như tôi nhìn thấy ai phá, gọi là phá luật của nhà trường, tôi sẽ chắc chắn người đó sẽ bị đình chỉ các kiểu vậy đó. Hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn ông thầy này mới có một cuốn sách, chưa có gì phải lo hết, cứ thông thả đi. Ô, thằng bắt nạt kìa, lâu quá gặp. Hello thầy. Thằng bắt nạt thì mình đi đường này đi. Ăn cất rồi. Mình đùa thôi, sao mà ăn cất được. Tình như mình làm sao mà thua được, coi nè. Hey! Thấy chưa, bất ngờ chưa, bất ngờ chưa. Vỗ tay, vỗ tay. Mọi người cứ tưởng là ồ dùng chết chắc rồi, mọi người chuẩn bị kèm ha, dùng ngu quá. Mấy người hết hồn mà friend. Hello thầy. Gì vậy? Ê, có tiệc ở phòng hiệu trưởng kìa, đến nó và nhận quà kìa. Woo! Tên 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 quà của em đâu 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 quà của em đâu 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 quà của em đâu đâu. Kẹt gì vậy? Quà đâu? Where is my quà? Cái gì đấy? Grappling hook hả? Là một cái móc hả? Cảm ơn thầy nha! Ngoam ngoam ngoam. What's this? Có chìa khóa kìa. Ơ, có tiền kìa. Nhưng mà lượm chìa khóa, thử chìa khóa làm gì ta? Quên mất rồi. Prince, à chìa khóa phòng hiệu trường. Nghỉ tí. Bị lừa rồi. Surprise, motherfucker. Welcome to the Balding's Basics, fool. Hi. Up order, máy này hư rồi. Máy này hư rồi, tội vãi. Ngày xưa con mực này ăn này giết mình mấy lần này. Con cho điên này này. Mà giờ nó hư rồi. Wait what? Có cái móc nè, ngon. Cái gì ta? No entering school faculty only. Thầy, đừng có đùa như vậy. 15 seconds. Tổ chức tiệc luôn thầy ơi. Tiệc luôn thầy ơi. Chìa khóa kìa. Tên kìa. Máy nghe nhạc nè. No running in the hall. Sweep, sweep, sweep. Gotta sweep, sweep, sweep. 20 seconds. Detention for you. You should know better. Sợ đách. Tại vì sao? Tại vì mình vẫn đang có một cuốn sách thôi, cho nên là ông ấy có vào đây mình đâu có sợ. Oh shit. Ơ, không thấy mình kìa. Đuôi mẹ rồi. Thầy bị đuôi rồi. Hay lắm my friend. Mình sẽ sử dụng cái này lên cái cửa này. Ê. Ê. Má làm pha hết hồn my friend. Rồi mình xịt vào cái cửa này, lần sau mình có từ trong nó đi ra là không bao giờ nghe thấy được. Ủa? Này vào đây rồi hả? Mới cuốn à? Làm gì nhau? Mới cuốn chưa làm gì nhau hết á, cứ thông thả đi. Kẹt. Nhanh mẹ lên. Ủa, đây là đâu? Ô, có táo kìa. Ra hai táo phải không? Grappling hook my friend.
tao 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 một trái táo cho thầy. Cảm ơn em. Và từ đó mình với ông ấy thành bạn, mẹ mẹ. Hai thầy trò dắt tay nhau đi trên con đường gọi là giảng đường. Gì vậy? Ổ khóa kìa. Lượm nhanh con lẹ. Hay lắm. Ô, cái gì đấy? What? Adoops! Adukin! Adukin! Wow! Mình vừa mở ra một con đường bí mật, my friend. Con đường cách mệnh, my friend. Có biểu tượng Pokemon rồi này. Wait, what the fuck? Oh, shit. À, vậy là công tắc nó xoay cái kia, my friend ạ. Cái gì này? Ngập mẹ rồi, chung cảnh với Sài Gòn Hà Nội rồi. Này, chuẩn bị ông chạy qua bên phải này, cho ông đi thêm bước nữa. Rồi xong, mình lấy cuốn sách mình dọc. Rồi xong anh cứt rồi. Oh, cảm ơn thầy. Ma. Rồi thầy nói nhiều quá, thầy đi chỗ khác đi. Thank you. Ôi, có kẹo này, kẹo free này, LV là cái deck gì ta? Ủa sao chạy đây không tốn thể lực? À đù, chạy đây không tốn thể lực nè. Ờ, tốn rồi. Ơ, chạy đây không tốn thể lực nè, à đù. Chạy đây lại tốn thể lực. Fuck. Oh, hello thầy, em ở bên phòng này nè. Em biết là phòng này là phòng cấm nhưng mà thầy làm gì em? Làm gì được em? Cho lòng nước mà mày đập, có cái lòng nước thôi mà mày đập. Lừa nào lừa được thằng này? Đồ ngu. Có đồng xu giờ làm gì ta? Đi mở khóa cái cửa chưa mở được đúng không? 4-8 này hả? Easy game. Nên mua nước không? Không. Hello. À hello you luôn. Ăn kít rồi my friend ạ. Có mùi ăn kít đâu đây rồi. Lẹ mẹ lên, lẹ mẹ lên, lẹ mẹ lên. Woo, cú lừa ngoạn mục my friend. Ủa? 25 seconds. Sao mất tay táo rồi my friend? Mất táo rồi. Oh my god. Thằng này lấy rồi, thằng này lấy táo của mình rồi. Oh my god. Oh my god. Con sang chơi nhà bạn. Còn trái nào? Fuck me, my friend. Shit. Đi ngày càng nhanh vậy. Vứt táo lấy tiền rồi à? Em biết là phòng này là phòng cấm nhưng mà thầy làm gì em? I'm sorry. I don't know. Hello thầy, em đâu có đi, em đâu có chạy đâu. Cái này là thang máy mà. À lộn, nhầm dây chuyền mà. Lại tiệc kìa. 0 9 8 7. What? 6, cái gì á? 5 4 3. Đếm cái đéo gì á? 1. Cái gì á? Ừ, ừ. Hay lắm, nó nhốt cái cửa lại thằng kia không qua được. Ha ha, làm gì nhau, làm gì nhau. Ủa? Ê? Thả em ra. 30 seconds. Easy. No escaping detention in the hall. Ủa, nó ấy mẹ khúc này rồi. Thôi thì bắt em tiếp đi, em biết mà. 35 seconds. When will you learn? Không sao, không sao.
trong lịch sử internet chưa có thằng nào rút được level 6. Mình sẽ là thằng đầu tiên rút level 6 cho xem này. Khi mà thằng nó bước qua đây mình rút level 6 cho xem. Coi này, coi này, coi này, coi này. Help! Help me! Kẹt, đây đâu phải là the hall đâu thầy. Đây là the garden mà. Mà 6 trên 8 này my friend. Why you do this to me? Oh yes. Hai thầy cũng dí luôn là thật là hạnh phúc. Phải sống tốt như thế nào với được hai thầy cũng... Ừ, tính là thầy là dí cũng hay chứ. Mình thoát my friend. Thầy làm vậy là mình thoát mẹ rồi. Trong lịch sử internet chưa thằng nào. Ủa, có rồi chứ. Wait what. Ê, thầy mất thước này à. Ê, mất thước thì em đâu sợ thầy nữa. Fuck you. Có gì trong này không? Khói không tính. Cái gì ấy? Thôi! Thế là anh kích rồi. Ờ, táo cho thầy đấy, thầy ăn đi. Không có gì, bảo thằng kia thả em ra cái. Thầy ăn đi nha. Nhâm 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 nhâm. Cái gì vậy, thầy hiệu trưởng mà nói tôi buồn. Rồi, em kích. Đây rồi, combo 3 phòng liên tiếp đây rồi. Thế là mình ăn cứt rồi các bạn. Thế là mình ăn cứt rồi các bạn. Tí quay lại đi. Thầy ơi, thầy bắt em nghe, thầy hiệu trưởng ơi. Thầy hiệu trưởng ơi. Help me. Ừ, có thể lật lại. Fuck. Welcome to the Baldi's Basics full game public. Not lander, my friend. Welcome to the Baldi's Basics. Thanks for playing. Come back. Thanks for playing. Here we go. Now we blasting off into the ozone. The way we kick it in the dojo was local for show. Though we paving the road, that's a pose of the-